Hello everyone. Today we're going to continue Unit 7. Last session we have finished Unit 6 and we also studied some lesson from Unit 7. And today we're going to take a look at some more lesson from Unit 7. And we have already learned about vocab and grammatical lesson from here, but now let me go to teach you guys about the verb of senses here. Yes, okay, we can go to see this one together in your textbook here, and after I finish this one I will try to get more lesson from other textbook for you, because I don't want you to know only from this book. I can include other lesson for you because they are very important for your English knowledge. Mà trong cái này chỉ verb of senses. Chúng ta đã học một số mới trong đó, là trong unit 7 đã học về communication. Mà hay trong mới học muốn, chúng ta cũng được lắng đã học cho mỗi năng way of communication mình này thả rộng biếp này cả tâm nhạc tâm đồng bỏ dương dương mình này kì khá xâm rạp communication bỏ dương đôi chìa cả bà bà smartphone mà cả bà bà social media cả bà bà letter yeah nâng cả bà bà TV newspaper nâng technology xem xem tiền đây technology thì ngọt nốt technology mà chúng đốn via fast hay technology mà chúng đồn tiết về slow hay là slow hay về thái hay là tiết thóc bằng tay về lươn đôi social media ở thái thế nhưng cười nháy nhưng vừa social media chat messenger xem xếp ở tịch rồi chẳng mơ mơ nó khăn ông về riêng mùi tiết đi khăn ông unit xa vấn đề bằng tay khi mà lược tệ tương cho mùi năng chấm đoạch Merin cool cool mà biến hay nhưng nằm bằng hành verb same same tiết là khả nông sắp hợp xe nằm bây ở dưỡng căn để chế thêm tiết của mọi dưỡng mơ từ Merin muối rồi còn mơ từ sắp hợp muối hay dưỡng thật kết thả vì chế ở họ thì bà chẳng dưỡng một mơ được không đi cái đã ở senses những cơ verb đẹp tổ mới bình nhiên bình yên đằng pram bình yên chạ khổ bình yên sau tạo bình yên kia là bình yên là chi và hai bình yên đằng cả như bình yên cứ dương mưa rụp hiếp dương miền rụp hiếp này đấy là xài xài nó cứ chạ khổ bình yên miền này thà dương mưa cứ rụp hiếp xem xén hay thừa dương cận đang khai chạ khổ bình yên hearing và sau tạo bình yên cứ miền này thì dương sẽ đạp dường lưu xâm lê dường lưu vậy cái đó dường vô mặt kịch dường mặt bị chán à nâng vị trí sau tạo bình yên gặp hearing chúng ta đi bấy test và test nâng dường đằng ấy cứ kê bằng hai rút phiếm đạt đạt nâng cứ cho bằng hai phía rút chiếc để dường lộ đằng rút chiếc xem xem prai chu lộ bình sạp và chẳng cái hào ấy nâng cái hào thá chi và hào bình yên nâng chúm là tí buồn, smell, cứ tệ tôn cho môi chúm mò khlấn, cứ dân khách khlấn, đăng cậu, đăng xoay và khlấn em xem xe nâng cứ tệ tôn cho môi nâng và khiến nó bình nhiên và cái hạ bình nhiên là dân từ tu bàn tam dạ chúm mò cả hạt khlấn trong gói cứ thạch, thạch nâng cứ cài cho bình nhiên cài bình nhiên nâng bình đây là cài từ bạc bò nâng ấy môi thạch chính á mà thật chuyện nó cứ bạc bỏ từ này mùi hói thừa dưỡng biến cả kịch chẳng văn kỳ chặt tục thao vượt đó nó nguy tiện thường chung mùi nâng sản xuất chẳng dưỡng mơ rụp hiệp nâu khăn ông rụp hiệp đi kỳ đã look at the sun to the left discuss the following question with a partner what senses do you use to identify this characteristic chẳng nâng khăn ông chung nói tiếng ổn đi dưỡng cụ kịch bị chán á kìm có nó bằng hành mà lỡ tích là mê riêng này dường mê riêng thì bằng phần và hay dường châu mà lòng hạt này dường vĩnh hay sau đi châu mà chúng ta mê riêng đi dường vĩnh
Nhưng khởi đối biệt sweet, biệt lâu, biệt soft, biệt green, mà biệt dirty, bad, rồi có salty, rồi có wet. Đối biệt sweet, khởi bà em, mà bà em dừng bị chà nà mơ ta ta vì châu nóng bình nhiên mùi nà. Bà em dừng đăng ta bà em tạm giấy, tạm dẫn tạp, lụ, testing. Chẳng nâng bên nơi khả nóng, mà nè test nè, mà cứ nơi khả nóng, chi và hà bình nhiên lau xâm lên, mà xâm lên vì châu nóng tình chuyện vì chỉ cú mùi tình chuyện nè, mà cái hào hearing cứ xóa tạo bình nhiên soft, mà đầy dương bác là bỏ hay mùi đi xâm lấy dân ám nên cứ tuân cứ nhờ răng nè nóng tạm dạy cứ touching, mà cứ tạm dạy cài cho bình nhiên green bà po bài toàn chứng po dương ai cho tự chuyện sẽ đạp hơi đằng po thì cứ tam giả phần này bao dương cứ sai trả khổ nhiên hôm nay đời thí có click có khó như cái dương mở tam phần này đấy bà cứ sai để kia trả khổ nhiên hôm nay bed cái do đại cái tục cho mất chứng bằng hai thằng mất cứ khẩn và khẩn dương phờ cho mốc cứ mà smell ấy cứ tệ tồn cho mùi nắng khi nằm bình nhiên và salty rút chiệt prai prai xám này cứ tạm dạy anh tạm bởi vậy wet xám và xám này cứ tạm dạy cứ touching và ưu tiêu dương đà ở dân tớ liền máu dương đăng thà khuôn dương xám khuôn dương đà ở nắng cứ touching chân bớp tệ tồn mùi xanh dưới bớp biết là cái sensory verb, biết là cái verb of senses, verb để tôi mới bình yên đó, cứ miền chia thì họ được lòng nên chẳng cứ dùng miền subject, dùng miền verb là attitude, the food smells delicious, it feels soft, you look cold, it tastes salty, he sounds tired. Ok, chẳng những cái đã hàn ấy miền là thông khẩn ngồi delicious. It feels soft, mình miền ả rộm thả đôi sự tún. You look cold, là anh mơ tới đôi đặc sái rồi có thể chạy. It tastes salty, mình miền rụt chiệt đôi chế bái. He sound tired, và God sẽ đạp mơ tới đôi chế ọc cầm lạng. Lẹ cơ nào một sensory verb, cái chặt tục viết chế bộ phết state verb. State verb, mình này thả verb để ổn mình scam hiệp. Chẳng verb tự ổn năng ạ. Cứ cái chặt thuộc về chữ state thì verb miền này thở verb ở nâng ạc ác dựa thật ra nông tùm rung present continuous ở bản thể nhưng thì chăm ta nông state verb mình mẹn miền thật bản năng thế miền thaym tiết đuổi lợp, đuổi hẹt mà cái verb ạc cảm thiếp á bộ phụ verb ở nâng ạc cứ ạc ác thật ra nông present continuous ở bản thể hai chỉ tư tớ bộ phụ sensory verb này cứ cái pra vía bị một attitude và dường mới bị delicious, bị soft, bị cold, bị salty, bị tired, năng sợ tại chị attitude. Chị thông mà đó, when you learn how to speak of a verb, we need adverb. Nhưng thời cả adverb bị coi vậy. Và đó là cái nào bị xe, rồi bỏ sensory verb. Cứ dường phở attitude nó bị coi vậy. Đôi delicious, the soft, the cold, thì còn năng cứ chị attitude. Chẳng là cái nào bị xe họ biết đó. Phù chị tu tới. Verb thì tất cả adverb ấy để cho run run quickly chỉ thì họ chẳng và speak English well và biết tất cả adverb có phần tái miền lại cái nào bị xe cứ bộ phụ sensory verb đi đại vì ai là attitude nó bị coi về bạn chẳng cái đã note bị coi mà dùng mưa đấy cái đã sensory verb as that verb thì mỗi thì pi they are usually followed by an attitude thì bấy they are not used in the simple progressive tense. Ba lạc nạ bay nâng cứ tìm mùi vị trí state verb tì bí vía mà cho vì một attitude nâng chung là tì bay cứ dường ảnh prao vía nóng present progressive tense mà chẳng bà to bì dường bàn understand hả dường mơ mơ nóng exercise tự ọc nía exercise ấy gà dường complete và sentences chung mùi nâng sensory verb. Like number one, they said that car cannot be safe. Là nóng cứ ở sở bạc tập hiệp thì chẳng dừng đạt thầm ích. Sensory verb, it look very old. Mà dừng phương we look,
Young it look very old. Number two, listen to the CD player. Mà sedap CD player. Chẳng xâm lấy đã tôn với cái sound. Chẳng những proverb sound, it sounds terrible. Mà sound S-O-U-N-D. Number three, what are you cooking? Mà cái xuân anh chẳng bắn ấy. Vì đôi chỉ miền rút chết ngồi chẳng tạ tôi mới rút chết nhưng với cái test, it tastes delicious. Complete air, verb tầng ổn ứng phù subject sẽ tự ít tầng ổn. Thì mùi mới nhìn lúc, lúc viên đấy. Thì number two, test có thể mình ế đấy. Hay number three, sorry number three, test. Number two, mình sound, sound mình ế. Number three, test. Number four, cái đấy, hey, you change your hair. Và chẳng tạ tôi mùi rút hiệp, cứ dân phở. Looks, it looks great. Number five, I don't like this friend, right? Chẳng dừng phở mùi ấy rủ chiếc bài lưu vĩnh cứ test, they test too salty. Thế nên mình ảnh thế để ra sắp chiếc viết chứa sớt person. Number six, I prefer the sweater. It, the, it ấy, thẻ tương cho mùi nâng, bà touching mà nhớ, bà chẳng dừng đã mời touch, soft. I prefer this weather, it touch soft. Okay, touches, perch more than verb with ES. Okay, chung the knong day. Kim Joe Mojum not reading thing. Joe reading, I kim nung bought the pigil. Popo verb, which noon as some can sing up young rin, the knong that told you more than. Only we mean verb same same tiết cả biết sensory verb là dùng cụ thể notice cả ba phần verb đó nó. Let me go to explain you guys about the reading. Okay. I think when you have time, you should read this one at least you know three times to understand. But for those who have high knowledge of English, you read only one time and then you can practice doing exercises. Let me read this one for you about that idea was spreading here, the interspecies internet, an idea in progress. The following article is about Diana race. After unit 9, you will have the opportunity to watch some of race and the colleague Ted talk and learn more about the idea was spreading. What happened when you give a dolphin a mirror or a computer keyboard? Just as Diana Rees, she studied the cognition and communication of dolphin. Scientists believe that dolphin and other animals are self-aware and have emotions. They are able to sing, learn, and remember. And Diana Rees saw this ability in her research with the dolphin, an elephant, and Rees used a mirror in her study. The animal recognized themselves in the mirror that showed that they are self-aware. Rees also made a special keyboard that could work underwater. The keyboard had keys that the dolphin could touch. When touched, the computer would make a whistle and the dolphin got a fun object or activity. In the experiment, the dolphin learns to use the keyboard all by themselves. They play with the keyboard, copy the whistle, and learn the key to touch to get what they wanted. The Diana Rees keyboard experiment showed that dolphins have cognitive ability and can use them to communicate. But the experiment was many years. Now she is interested in what today technology can show us about animal minds and body using of an orangutan using an iPad or other animal being connected through the internet. Okay, here is the word bank. We have like the word ability, what someone or something is able to do. In Khmer, we call smart peep. Cognition, mental activity like thinking, understanding, learning, and remembering. Mà tại tôi mới cognition nâng cái chân gì vậy thì mental activity cứ scam peep lợi chất bỏ dương. Đây chỉ cả kết, cả chul, cả riêng, cả trọng trả mấy mùi. Experiment chia scientific test nhân này ta chia cả xã lộ bóng tạm bài và chia xa nâng interspecies between species chân lọ inter nâng này ta chân lọ rồi có rồi viện
Recognize, to know because of previous experience. Recognize ini mean that to school. Mà để dân thì đăng school nam để bị môn máu, bị bọt bị sao môn máu chứ. Cell aware of one cell, đăng luôn ai, visual. Mà hai là loud sound, visual này kì mean that to hood. Ok, chẳng dân mơ ăn tập bọt đăng hay dân chơi dân ăn thì bị đau máu. นะนั้นแน่นอนเนี่ยพยายามធ្វើលំហាត់នេះបាទអានសិនតិនហ្នឹងហើយមើលថាតើវាត្រូឬហ្វលព្យាយាមអានខ្ញុំអត់តន់កែអីចឹងទេបូចចង់យើងរៀនប្រាក់ទីធ្វើនឹងទីទៅរៀនមើលលំហាត់ហើយរៀនមើលរីឌីងហ្នឹងហើយយល់បន្តមកមកឆ្លើយនេះកុំព្យាយាមគួយបកប្រែទាំងអស់ណាបាទយើងមើលតែពាក្យគីធឺមហើយយើងព្យាយាមចាប់មើលថាតើសំដួរគេចង់សួររកអី បើសិនគេសួររកតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងបានដែរសូខេមិនបាច់ចាំព្យាយាមទៅអង្គុយបកប្រែគ្រប់ពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងតិចណាតាក់ទងជាមួយនឹងvocabulary ខ្ញុំចង់បញ្យល់តាក់ទងមួយគេសັບទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើមិនខ្លះហើយវាមិនជាជ្រៅទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំយកតាមកម្រិតទាបមកបញ្យល់ទេដើម្បីយើងបានដឹងថាជាទូទៅគេប្រើ help head ពួកគ្នាយើងខ្លះក៏ have difficulty understanding this one. But អ្នក ខ្លះ ទៀត ក៏ easy for them to do. Okay, ជឹង មើល តើ មួយ ហាវ បាទ អ្នក ដល់ គ្នា ធ្លាប់ ហៀន ពាក្យ ហាវ ដែល យើង អាន នឹង អាន have ប៉ុន្តែ គាត់ ថា យើង ទម្លាប់ ខ្មែរ យើង អាន ហាវ យើង មក បាទ មិនអាច ជាក់ ស្ដែង the correct pronunciation is have អញ្ចឹង ពាក្យ ហាវ ពាក្យ have ហ្នឹង ជា ទូទៅ យើង ច្រើន តែ បកប្រែ តែ មាន អញ្ចឹង ឲ្យ តែ លើ ពាក្យ have គឺមានហើយបើតែជាក់ស្ដែងហេបនេះມັນមិនមានមានន័យថាសត្វតែមានទាំងអស់ទេហេបដែលបកប្រែថាមានគឺគេប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីមក ownership ឬក៏ហៅ possession គឺកម្មសិទ្ធិកាលណាវាបង្ហាញតើតើមានកម្មសិទ្ធិអាហ្នឹងគេបកប្រែថាមានដូចខ្ញុំមានឡានហេប house ខ្ញុំមានកូន have a doctor ខ្ញុំមាន phone I have a wife ខ្ញុំមាន supper I have a book ចឹងបង្ហាញពី ownership ឬ possession ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងយកពាក្យ have ហ្នឹងទៅប្រើជាមួយនឹង noun មួយចំនួនដែល have នេះគឺអត្ថន័យរបស់វាអត់មានន័យទេគេហៅវាថាជា empty verb empty បកប្រែថាទៅទេ e m p ty by empty ហ្នឹង empty verb ហ្នឹងគឺ verb ដែលគេគ្រាន់តែយកទៅប្រើជាមួយ noun មួយចំនួន ដើម្បី បំពេញន័យឲ្យ noun នោះ ឲ្យទៅជា sentence ទៅជា clear ឧទាហរណ៍ have lunch យើងឃើញនេះ have lunch យើងអត់បកប្រែថាមានអាហារពេលល្ងាចទេ have lunch គឺមានន័យថា ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ I have lunch no I have breakfast ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក អាហារពេលល្ងាច I have dinner មិនមែនបកប្រែថាខ្ញុំមានទេ នឹងឯងហៅ empty verb គឺន័យរបស់វា have ចំណុចមួយនេះ គឺមានន័យថា eat ទៅវិញ ឃើញទេ have a party បាទរៀបចំពិធីជប់លៀង ឬមានពិធីជប់លៀង have a party have a lesson have a lesson នឹងគឺរៀន ដូចគេសួរ អ្នកនរគ្នារៀនអត់ ថ្ងៃហ្នឹង គេមិនចាំបាច់សួរ what do you study ទេ ឬក៏ do you study យើងសួរ do you study ក៏ត្រូវដែរ ក៏ប៉ុន្តែ គេសួរចាំ គេថា you have a class do you have a class ណា បើយើងចង់សួរគ្នា យើងអីថា រៀនអត់ ឬក៏ យើងសួរគ្រូ teacher do we have a class គំ do we study no do we study ស្ដាប់បាន it sound good but the correct one is do we have class or do you have a class have a lesson is similar to do you have a class have a cup of tea ឬក៏ have coffee យើងឃើញ have a cup of tea have a cup of coffee មានន័យថា ញ៉ាំតែ ញ៉ាំ កាហ្វេ have a sour មួយទឹកកាឈូក បាទ មិនមែន មានទេ ណា
chăng sờ mồ vĩnh ca prapra verb nơi trong tí ni cứ dương tìm tí ở dương remember ba đặng tha nhâm ha pê prực ông lê tơ mịch ha thai trong tha mịch cứ chăng ban đó dương ba chăm bị phiệ một một hẹp nưng mịch mịch cũng bần đai còn tha nơi trong ni kì có priên dương tẹt thông một ở dương đặng tha ta hêu nưng rư hẹp nưng mần mèn sứt tơ bọ prai tha miên tưng ở tê yeah. Other thing you can have របស់ same ទៀត ដែល យើង អាច include ចូល ទៅ ក្នុង ហ្នឹង ទាំង អ្នក នោះ ដែល ឃើញ ក្នុង នេះ គេ ដាក់ lunch, dinner, breakfast, a meal, something to eat. Number 2, a party, a meeting, a competition, game. មក football, chess or card. មក meeting មាន កិច្ច ប្រជុំ ឬ រៀបចំ កិច្ច ប្រជុំ had a competition មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង have a game. You see, have a lesson, mean, have an exam, belong, have homework, mean, have an appointment, mean, cannot choose, have an appointment with the dentist, have tea, have coffee, have a cup of tea, have a cup of coffee, have a drink, have a sandwich, have an ice cream, have some cheese, have a sour, have a bus. And have a swim, have a sauna. Nhưng khởi, bộ noun từ ngọn nấng kịp hơn mới hẹp. Mà chẳng ở bằng hai vị cam sơ tê hẹp để dùng prau chung mỗi noun chẳng chẳng. Mà miên một cái đầu tiên mình miên tập phần nấng thì phần này dùng chia riêng chạm phần nấng hơi tia dùng an sắp hơi tham tiếp note để tục tiếp tới. Phù riêng ở trên shop tiền á, khi chúng gọi sẽ ở đây. Dương miên tại an này chán, sao chịu chán, mưa chán, cứ dương từ thủ bán, bị khăn này chán, hỏi idea của khăn này chán này. Go to letter C, khi ông châu tới lòng hạt, châu tới chúng ta letter C mùi tiền. Mà letter C, cái nhạy bị expression mùi heo, is that your camera, can I have a look? Cứ nhé, look at it. Is that your bicycle, can I have a go, ride? Và trong lời nguyên ý bằng, bằng hai cái camera sơ này là khi ông dạy mạnh nữa thì không đào ông nắng. Rồi, is that the camera? Can I have a look? Look at it. Và lại lúc mới này, nâng mình toàn cho cái camera sơ để nhầm cho lòng sơ để. Cái camera sơ cứ kháng đào ông lừa. Và là hẹp lại này. Cứ hẹp mỗi đầy dương một prune màu bị biệt đôi thì họ look at it. Nhưng anh dạy ta have a look. Rồi, mình coi nhắn á. Nên nó sit down please. Nâng mùi tiết được I take a seat. Thế nhé, và cái ai phở biệt thầy cái xịt đó. Và chẳng lúc được như thế này. Dường như ta look at it. Or take a look at it. Rồi có have a look at it. Và is that your bicycle? Can I have a go? Và have a go này. Tôi chỉ bỏ ra ta. Can I ride it? Được. Cái xe con dường chẳng là cái thằng xong chi bà nó. Can I have a go? Và miền này ta. Can I ride it? Anh đang sợ từ thời chăm ấy, have a go đi. Và goodbye, have a good journey. Cái nhé, somebody is going away để dừng chun bộ kê xong. Mọi kê thua đầm đào bàn, sọc sọ bái. Have a good day, have a good journey, have a nice weekend. Và do you have a moment? Và have a moment đó cứ miền này thà bê về liệt là. Để dừng như thế, do you have a moment? Miền này thà này miền bê về liệt là thế. Do you have a moment? Miền do you have some time? Chẳng riêng pra viết. Do you have a moment? Mean do you have some time? Can I have a word with you? Mean can I speak to you? Để dừng trong dây mùi kế. Để dừng thắng xong dây mà mặt. Oh, can I have a word with you? Nhưng xong dây mà mặt bán ấy. Can I have a word with you? Have a word with you. Xong dây mà mặt đó. Rồi có miền tiệm mà mặt. Smile nâng tiệm. Speak to you. We always have a good time in our English lesson. Fun, we enjoy them. Mà have a good time đấy, mình này ta enjoy. Và để dừng riêng tới dừng pinh chất là cả riêng. Một buổi chiều nào muối, mê riêng ổng lê, rồi có mê riêng nào muối cái đó, dừng ta have a good time. I have a good time in my English lesson, I have a good time in law. Mà lesson, I have a good time in economic lesson. Chẳng mất á, yeah. I'm going to have my hair cut. See you later. Can you meet me at the hairdresser? Have my hair cut đấy. Mình mẹn mê tha cắt sọ luôn ai nhé. Cứ chẳng dễ tha ai kì cắt ai. Hẹp. Và one cut. Và chẳng nhờ hẹp mê hẹp cắt ai kì cắt sọ ai. Yeah. I want to learn to ski but I don't have the time.
ឧទាហរណ៍ថ្មីៗហ្នឹងបំរាមគួរចូលរដ្ឋាភិបាលគេហៅ curfew
ចូលគ្រប់ជួរអត់ឲ្យយើងចេញហួរពីម៉ោង9ទេនឹងផាកពីណៃអញ្ចឹងណាឃើញទេបាទចំណែកឯ have to វិញគេថាឆេងទៅជាបដិសេធមានន័យថាdon't have to អញ្ចឹងបើគេណាធ្វើមួយ don't have to គឺបង្ហាញពីភាពមិនចាំបាច់មានន័យថាធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានដូចយើងនិយាយថា ជាដល់ហេតុទៅឌូអសាយន៍មិនអញខ្ញុំនិយាយថាជាដល់ហេតុទៅឌូអសាយន៍មិនតែអញមិនចាំបាច់ធ្វើអសាយន៍មិនទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអត់អាចធ្វើបានទេគឺហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យធ្វើធ្វើអត់ក៏បានបន្ទុកដែរអញ្ចឹងណាបាទតើតោងលំហាត់នេះខ្ញុំអត់ចង់កែទេដល់គ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបានលំហាត់ហ្នឹងមានអានសឺខីដែលខ្ញុំចង់ស្ពើនឹង ខ្ញុំចង់បញ្យល់មេរៀនមួយទៀតតើតើមួយ go when gone ខាប់ប្រាំង go when ហើយនឹង gone go ជា verb 1 verb 2ហើយ gone គឺ verb 3បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ go វាបង្ហាញពី verb present meaning អញ្ចឹងមានន័យថា verb 1 verb 2 verb 3គេអត់ទេបណ្ដៃក្នុងនេះបើយើងផ្លាស់ប្ដូរ ទៅជូវែនទៅជាកនបាទ go យើងដឹងហើយមានន័យទូទៅថាទៅ move from one place to another ប៉ុន្តែយើងចាំពាក្យ go នេះដល់ពេលយើងទៅប្រើជា phrasal verb បកប្រែថាទៅឯងអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យធម្មតាបាទបកអញ្ចឹងបើនៅក្នុងន័យផ្សេងទៀតមានន័យផ្សេងទៀតហើយនៅពេលវាទៅជា phrasal verb បាទដូចយើងនិយាយថា go on go up បាទ គឺមានន័យផ្សេងទៀតតែឡើយយើងដឹងប៉ុណ្្នេះសិនបាទ go ក្នុងន័យធម្មតាដូច I go to work by bike my brother goes by car we're in Paris last summer so we go to the swimming pool today you can go to a place on foot in some kind of transport to make it clear what we are going to go on foot we can say we are walking to work this morning is this Is a train going to Canada? Sorry, Grenada. Where does this road go? Chẳng go này cứ go thọp ở đây, cứ mình này thật tự. Ở lấy chẳng mà mơ go bột cho mùi năng preposition. Ta này bỏ vía chẳng mạch mình. Go là preposition được kênh dạy là Kim went into, rồi go went in the room, and shut the door. Nhưng mơ không đấy, cái đã went in, năng mới tiết cái đạo went into và như này thì chúng đã in của bạn into của bạn you go went out of the house and into the garden another one Rani was tired he went up thấy nhé vì went into thì mà vì go into chỗ thực nông bật tục cho đám gì đó hôm nay giờ went up cứ lặng thở lửa và đi lặng thở lửa cho đám đó and go away thở ngay để chứng khuyên cái hay là go away I'm going back home this evening go back to lọc một mình để go back home to lọc một tèo mình when I'm off cái này chân lệnh mùi ní mình này thở chân thì tèo you go when I'm off the house and into the gun the phone was ringing she went downstairs then went down tôi chung mùi went up này mùi láng mùi chọc và mọi người go up go down go mới tiết bộ mới ăn chi anh đang tạ tô mới vừa play ăn chi á cái áo chưa rắn dường thọ biến cái áo vừa play infinitive nâng mới tiền vừa play ăn chi đây kinh dây thay chưa rắn nâng chẳng miên bộ bộ vừa play bị coi vía play thu infinitive bộ bộ vừa play tiết bị coi vía play vừa ăn chi bộ bộ vừa play tiết bị coi vía ăn chi của bạn infinitive của bạn Lấy những mô đề biệt go, kể là going plus activity. Go is often used with ing for different activity. Mà được kênh dây go shopping, thì dân còn là đã vừa mới had going shopping. Mà họ ấy tiết go swimming, usually go swimming in the morning. Go dancing, mà let's go dancing. Do you like going sightseeing? Go sightseeing bên này thật đá mơ kê mơ ai cả đá mơ tiếp tiếp á, go sightseeing. When you are on holiday,
Hen goes skiing. Go skiing, to just ski. Bob is going fishing today. Go fishing. Jeng, sengkai mau win. Go, mean go shopping. Go swimming. Go dancing. Go sightseeing. Go skiing and go fishing. Mean go cicaran tiat nah. Men men mean bok tu penang te. Tak jem kau nak introduce na verb macam don. Neng rule ni kapa pra. Go plus verb ing. Hai, nai bok biar neng mean cicaran tiat nah. Go mui tiat. Kui tiat tong cemui neng future plan. Kabi going to. Is often used for plan of future. Ani tiat tong mui be going to. Kui kapa pra be going to. Ni jayam pi future plan. Kui pan ka biar nak kut. Anang ku biar ta compare cemui neng will lah. Ba will. Penghan biar nak kut. Be going to. Kau penghan biar nak kut dah. Patai will. Biar ci anak kut mui plim plim. Kaya immediate decision ka samrajit phliem hai thver be going to kư chia ka samrajit muay na yeung krung tuk mun yeung krung tuk mun yeung at samrajit phliem thver te ti ho net ok ne chang thver muay ba mien phanaka ai muay yeung kamnot phanaka nang tuk ba ma tet pi tet tha yeung thver damna teu visit nau damon te sho na muay cho chúng dùng miền phải là cái dùng plan tục này dùng plan thời dùng thời từ biển na thời hiệp trong mấy cái khóa thời thừa mấy ngày na cái nhé hiệp trong bờ ly rồi có thời cọ sân thả kia rồi cây nền ăn ăn á dùng miền phải là cả mọi dùng cái này dùng miền phải là cam kết thúc trong một bài này dùng vừa bị going to trên này viết cứ bằng hai cái immediate decision cứ cả sự ra chân môi này về phim phim như các bạn kết rồi có cùng tục chung môn thể để dường tập xá thà tới lê nhé và lại đặc biệt dường khơi anh kia lụa là bỏ đi là bỏ luôn chẳng tới dường sự ra chân tình phim phim mà nâng cả immediate decision cả sự ra chân phim phim cứ phở mỗi viên dạ anh nói về thời ca hiện là bất tiết mà đây còn là bằng hàng trụ trụ thế đôi kết on Saturday, Jen is going to visit his aunt. On Sunday, we are going to stay at home. Yeah? On Monday, I'm going to meet some at the restaurant. Và chuẩn bị mới đấy, cứ bằng hành thì future plan. Và sắp đặt be going to. Và để chơi lùm hát, hiện thư về máu. Trong trong bằng hành vừa mới tiết cứ đủ. Và buộc này dưỡng lọp lưới đủ. Đu miền này thật phử và vì miền đu miền đít miền đạn đu vợp vóm đít vợp thú đàn vợp sri đu nâng vì miền chỉ auxiliary verb kê sắp chùm đuối hay đu mới tiết vì kê phở thò mặt đà thì mối kì nhây bị đu as auxiliary kê nào vì phở chỉ auxiliary kê kê phở đầm ấy cứ chui bằng cát vì dục xùm đu hay nâng vì dục bà đi xài và đây kinh dây do you like tennis và yes I do short answer did they like the film gặp cho mọi tay cá yes I did so does chini so did I and answer the biệt này cả trả lời nhé negative he doesn't play well Joe didn't see it và đang cứ ví dụ bạn sai cứ dường giờ do nó một chui bộ thông mà đã được tennis chẳng hạn để dường ta I like tennis. Đặc biệt trong bậc cao ví dụ sum đua, anh vừa vừa lại nên thừa chia ví dụ sum đua bán tê thời tiền đu nên mà chui và sau là subject you nhưng đã đu và subject he see it nhưng đã does chẳng á. B what are you doing? Do per chữ general verb. Do per chữ general verb miền này ta do miền này bảo bìa cứ miền này ta thừa như này. Được. What do you do to relate? Cái số này thừa ấy là mấy sum ra nhưng người ta listen to music khi mà start today. Don't do that, cũng phương chân thò mì, nghe nhé. What are the people in the picture doing? They are dancing. Một lúc nó còn rụp biệt, nó còn phương thú ấy. Nhưng chẳng là they are dancing. Let us see, mùi tiết cư bằng hành thì what do you do? What do you do ní? Mẹn miền này ta ta nè, phương ở với bằng hành thì scam phía bề. What do you do? Cái chàng xì, chế chàng xui dương tựa thông, what is your job? Thì cái xu dương thần ảnh thừa khả ấy cái xu what do you do từ phần năng thế ta bất bình bảo vệ cái đạo what do you do for a living ta đó là bê cái nhị cắt cái đạo what do you do chẳng á
What do you do? Mean what is your job? Chính viên chọn su theo tôi với cái thứ càng dễ. What do you do? Rồi gọi what is your job? Thì bây giờ I'm a student, I'm a teacher, I'm an engineer. Yeah, cái chữ nào vậy? What does your wife do? What is your wife do? What is your wife job? She's a doctor, she's a secretary, she's a mechanic. Nhưng bây giờ what does your wife do? Để ra the subject chia sẻ person. Chẳng do mean thì môi trường auxiliary. Đầu tiên P cứ bằng hành bị scam phép. Đầu tiên bay cứ bằng hành tệ thông bị càng nghi này cái chấp đam sao bọn đôi YouTube. Chấm này đu chấm đó trong cái này sẽ điên nó bị hẹp hẹp lan hẹp bẹp phương lớn chẳng. Cứ đu P quá vì ăn miền này thật phơ thế. Và đợi đu the housework miền này thò mà đá phơ kịch càng nghiệp thế đu the gardening. Và thưa tiện tường chúng mình đang garden hay do the washing như vậy thưa cả bảo cụ bảo cả vậy đó do the washing up bảo cụ bảo liền vậy đó vậy do your homework do exercise do business with do your best và này bảo viết cứ dùng thời chạm hay thời chạm verb để phơi mình do phù các ông biết sao lấy tiện class cái phơi mình make tiện class cái phơi mình do now nữa để do business thì anh chị make business thì mà do homework anh chị make homework thì do housework anh chị ta make housework thì do the washing anh chị ta make the washing thì cứ dùng thời remember mà năng thì anh miền là tiêm tia thời bị phi analyze thì mà để report rồi cái prolong cho như anh chị make exam thì dùng thời bị do exam rồi take exam yeah did you do the washing this morning? No, I'm going to do it later. Our company does a lot of business with the USA. The homework exercise is very difficult. Just do your best. Chẳng những khởi, tức là nâng cứ chỉ cả bà bà chung mùi nâng đủ. Và chẳng, I think this lesson is that's all for everyone. I mean that next time, let me give you more explanation for other lesson, but please try to watch my video and listen to my explanation, and after that try to read this book more if you want to get more information and understand more, and do exercises. Yeah, we have a lot of exercises in this book and other textbook that I gave you in the group Telegram. You can go to see your group Telegram, you will see. And if you need more, please tell me. I will send it to you. Và chẳng bởi xin là không cạn này dừng dỗ, dừng sạp hay dừng an và thaym đó. Và to một tiết cứ dừng châu mà an và bỏ nằm hạt mùi mùi nè. Và dừng miên nằm hạt mùi mùi không nâng đó. Sự nghiệp cả an và bỏ hay miên châm ngọt lại chứng ngọt dừng an xua thì chờ bà tạm. My Telegram, yeah, thank you. Hey, okay, mỗi tiết khiêm trong văn hành tích đã tơ mỗi reading đi. Xong người ta án hay dừng chia chia mà thôi lòng hạt mới đi mà true for statement đó được cho bạn dễ chẳng cứ cùng chia dòng bỏ prai cục biệt ngọ mà hay lòng hạt đang nó sẽ phơi dừng xem tiết dừng ai mới lòng hạt là đại mình sắm khăn bài thơ về thì được cả đây chơi chơi ăn miền thời điển này đang dừng lâu về thời mà đó đi cứ dừng thời thơ này cái đã match the verb to definition cứ shop viên anh dùng này dừng mới được chứ number one cái đã conservation đi number two increase number three decrease hay number four the trade mà chẳng conservation đi mà bị biệt conserve nó cứ như này ta áp hiệp đấy nào mà biết conservation đó cả áp hiệp đấy conservation đi xem lại từ lớp people này áp hiệp đấy chẳng dừng mới nếu mà nói là apiria là cái B này person who protect animal, cái wild animal increase cái này ta bằng cao mùi ná cứ này letter C này
together got to make bigger ធ្វើ វា ធំ ធ្វើ វា កាន់តែ កាន់ ឡើង ដល់ពេល ផ្ទុយ នឹង ពាក្យ increase គឺ ធ្វើ ពាក្យ decrease នេះ decrease ហ្នឹង គឺ latterly នេះ ដល់ពេល to track នេះ follow while animal track animal ហ្នឹង ដោយ របៀប តាម ដាន ដោយ របៀប តាម នេះ ចឹង ណា yeah follow up yeah follow តាម yeah okay I think that's all for this session and thank you. Don't forget to watch my video and do the exercises in your textbook and in the extra material in your group Telegram. Thank you.